Nhận định soi kèo Nhật Bản với Myanmar 17 giờ 20 phút ngày 28 tháng 5 năm 2021. Đây là trận đấu được sắp xếp vào hồi tháng 3 nhưng bởi cuộc đảo chính ở Myanmar đã khiến cho lịch đấu bị dời lại. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Huấn luyện viên tuyển Nhật Haji Morizasu mới đây đã thông báo đội hình ra quân chính thức trước Myanmar ngay tại sân nhà. Cụ thể, ông đã triệu tập 3 cầu thủ quá tuổi là cựu hậu vệ của Southampton là Maya Yoshida, Wataru Endo của Stuttgart và Hiroki của Marseille để chuẩn bị cho trận đấu này. Ở trận đấu cuối cùng vòng loại giai đoạn 2 vòng 8 WC mới đây, Nhật Bản đã hủy diệt Mông Cổ đến 14-0 và ông Morizasu nhấn mạnh sẽ tái hiện một kịch bản tương tự với Myanmar. Với phong độ ổn định, đội bóng xứ mặt trời mọc đã thắng 5 trận đã đấu, ghi được 27 bàn mà không thủng lưới. Chính vì vậy, Nhật Bản đang là ứng viên sáng giá nhất cho tấm vé dự vòng chung kết WC khu vực châu Á. Mặt khác, các cầu thủ của Myanmar lúc này vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu tới đây bởi dịch Covid-19. Huấn luyện viên tuyển Myanmar hiện tại đang được chiến lược gia người Đức Antonio Hay dẫn dắt qua các chiến dịch vòng loại. Chưa kể, tình hình chính trị nước này đang cản trở rất lớn đến tinh thần các cầu thủ của Hổ Vàng. Myanmar hiện tại chỉ xếp thứ tư khi thua 3 trên 5 trận với 13 bàn thủng lưới. Các kèo bóng trực tuyến vẫn chưa niêm yết bức chấp, nhưng cơ hội để Myanmar thắng Nhật Bản là rất khó. Với 4 trên 5 trận không thua kèo gần đây, đội chủ nhà tự tin sẽ kéo dài thêm thành tích này trước một Myanmar nhỏ bé. Nhận định kèo châu Âu, cả hai đội chỉ có đúng một lần gặp nhau mới đây là ở vòng lượt đi. Không có gì ngạc nhiên khi Nhật là đội kết thúc trận đấu bằng chiến thắng 2-0. Với sự chuẩn bị tốt hơn thì hẳn đội chủ nhà sẽ tiếp tục có thêm một chiến thắng nữa. Nhận định kèo tài xỉu, các nhà cái uy tín thống kê hiệu suất ghi bàn trung bình của tuyển Nhật mùa này đang là 2,02 bàn trận, trong đó có 18 trận được chơi ở sân nhà là ghi trên 1,5 bàn. Tính trong năm 2021 thì họ sở hữu đến 13 trận đấu sân nhà trên 2,5 bàn. Trong khi đó, Myanmar chỉ có hiệu suất 1,06 bàn trận ở mùa 2021. Ngoài ra ở 5 trên 6 trận sân khách gần đây của họ cũng có tổng bàn thắng trên 3 bàn. Vì thế dự đoán trận này ít nhất sẽ có trên 3 bàn thắng được ghi.